Đấy các anh em, các bác đang thấy đây là kỹ thuật của bên em đang vệ sinh khoang máy bằng hơi nước nóng nhé. Đấy, đây là chiếc Volvo XC90 này. Đấy, đây, các bác có thể thấy. Như vệ sinh bằng máy hơi nước nóng của bên em thì cái sử dụng công nghệ máy hơi nước nóng của Hàn Quốc thì nó sẽ có hai cái vòi nhé, một vòi ngắn và một vòi dài. Đấy, vòi dài này thì cho mình vệ sinh có thể vào tất cả chui các khe kẽ ở bên trong, sâu bên trong này. Đấy, thì có một vòi ngắn nữa thì mình sẽ vệ sinh ở cái bề mặt bên trên này. Đấy, các bác có thể thấy đúng không ạ? Nó ra hơi nước nóng, nó là ở ra dạng hơi nữa. À, nó không phải là dạng nước như là các bác sử dụng cái áp lực nhé. Đấy, cái này thì nó đảm bảo cho mình khi mà mình vệ sinh bên trong này thì dây rắc điện những thứ là nó đảm bảo này, đặc biệt là cái hệ thống nhựa và dây rắc điện MUVE này, cái mô bin điện này. Đấy, còn các bác mà sử dụng nước trắng nguyên vào đây có thể nó khi mà nước vào ấy, phải nó ngấm vào đây là nó gây ảnh hưởng trong quá trình các bác sử dụng, nó có thể gây chập cháy hoặc là dò dỉ nhá các bác nhá. Đấy, rất là nguy hiểm. Bác nào mà cần vệ sinh khoang máy bằng hơi nước nóng thì các bác phải qua Akala các bác nhá.